Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay mình lại là ngày cuối tuần rồi. Thì gia đình của mình bắt đầu là chuẩn bị đồ để nướng cá ăn các bạn. Đây nè, đây là hai con cá mình đã quấn vô với bạc rồi. Hai mọi người, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi xem cái trái dưa leo các bạn. Cái giống dưa leo này á, bữa mình có khoe với mọi người á, là người ta nói là trái nó bị già. Thật sự là nó không phải bị già đâu các bạn ơi. Đây là dưa leo màu vàng, cái giống của nó màu vàng. Bạn biết không, bữa có trái nó to như thế này nè, mà mình cắt ra ở trong cái ruột á, cái hộp nó còn non xèo à. Đây mình có được hai trái nè mọi người. Đó. Thấy không? Mà nguyên một giây mà sao đậu được hai trái à? Hay là do không có ong á? Không có ong, không có bướm nhiều quá cho nên nó không có thụ phấn cho hoa được á. Làm cho cái cây nó bị thúi trái nhiều quá các bạn. Nhưng mà không có được hai trái dễ thương kìa. Bây giờ mình sẽ ra đây mình quay cho các bạn mọi người xem cái trái ớt chuông của mình nó bự tới đâu nha mọi người. Đây mọi người. Đó, dễ thương không? Đây cái trái ớt chuông của mình nè. À. Có được có một trái một luôn các bạn. Ôi mũi nó cắn nè. Và bên đây nữa, bên đây mình có trái một ớt chuông nữa. Đây mọi người, mà mình không biết là nó màu vàng hay nó màu xanh hay màu trắng thôi. Bây giờ mình chờ nó chín mình thu hoạch nó xem như thế nào nha mọi người. Đó trái ớt. Ăn thử nha mọi người. Ngọt. Nhìn cái màu là biết ngon. Màu vàng đẹp hơn, ngon hơn. Màu vàng đẹp hơn, ngon hơn. Chị ông mua chili về cho ăn. Chị thích, biết anh thích ăn chili á. Cái này là cái này là cái gì vậy? Chỗ liên quan á, mở mỗi lần mở ra cứ lên à. Thì để trái sầu riêng ra ngoài đi. Tao mua không ăn, cứ để tao thử hoài. Tại vì mấy hôm nay đi chơi chứ bộ. Mấy hôm nay đi chơi thời gian đâu ăn. Ăn sầu riêng của đó là 3 ngày 4 ngày là nổi mụn đầy luôn. Cái ông này cũng được thương, chứ sao mình ngồi đây cái quay của bà qua đây. Quay khói vào mặt mình. Thiệt tình luôn á. Giáo dục công dân vậy? Công dân là cái gì? Giáo dục công dân á. Là cái gì? Là dạy về hành vi và đối xử với đối nhân xử thế á. À, chửi mấy bà địa phương, mấy người mà ở trong trường rộng. Chửi mấy người đó. Con vợ ngồi ngay đây, lấy cây quạt chĩa vô đây. Còn chỗ nào anh chĩa sợ không? Mũi nó cắn em cho nên anh mới chĩa qua để cho khói nó tới mũi chĩa nó cắn. Chĩa xéo xéo vậy được rồi, chĩa gì mà chĩa ngay cái mặt rồi. Chỉ ngay cái mặt cái điều mà mũi, không thở mũi được nó cắn cái mặt nữa, xấu nó không đẹp nữa. Người làm YouTube đó, không ai ưa. Chỉ có mình ông không ưa thôi nha, không ưa. YouTube. Có mình ông không ưa là tôi thấy đời tôi mệt rồi đó. Chứ không cần nhiều thằng đâu. Một thằng thôi đủ chết rồi. Thấy chưa ta mẹ? Ấy là một thằng nó không ưa là đủ chết rồi. Ở đó nhiều thằng chia cho mệt vậy. Chị tâm mì, chị Loan kêu chia cái này làm 3 phần. Hai ký mấy không anh? Hả? Này hai ký mấy à? Ờ. Khoảng hai ký mấy. Nghĩa thơm á, bởi vì một bịch mà một bịch dung như bữa anh mua một bịch như vậy á là hai kho mấy đó. Ờ, mà bịch nhiều hơn cái bịch đó nữa. Nó mấy á. Nó hơn á. Nó hơn 2kg. Chở nó 3kg. 3kg. Nó tầm 3kg. Ủa mình ăn cái gì chán cơm hả? Dạ, cuốn bánh tráng. Cuốn bánh tráng. Chỉ là luộc bún đây hả? Luộc bún không? Đây, cái này bún. Ờ, ăn thịt bò đâu còn luộc bún.
Thịt bò ăn, bò nướng mà, thịt bò ăn với tết mà, bò thì nướng nhưng mà còn cá thì ăn với rau sống. Chứ còn thịt bò đâu có phải xào đâu mà ăn bún. Có xào. Vợ em còn còn quê miền Tây chị. Nó làm kiểu steak của Mỹ. Em chỉ ăn cái này với lại hoặc là mashed potato hoặc là cái này mấy phao vậy lon 6 phao không? Tôm thôi. Với bắp là ngon nhất là cái này 6 phao đúng không? Cái này 6 phao không? Ờ. Quá rồi. 5 phao hả? Vậy em đoán nãy em đoán 2 cái nữa là đúng rồi đó. Tại một phao vậy là một bịch vậy 2 phao mấy? Đồng 99 phao. Quá rẻ. Ông nướng thịt mà giống như trái nhà vậy trời. Cho mũi nó được. Nó lửa nó bốc lên như khói vậy. Nướng cái gì kỹ thì nướng than kịp. Anh để mấy cái trái vòng vòng ngoài nè. Còn không thì bỏ đại mấy cái quay đi kia nữa à. Còn cái kia còn bao nhiêu cái thịt đâu nướng nó mỉ. Chỉ ông thích cái bầu chua sốt. Bây giờ cái phần hai cái miếng thịt bò kia là nướng bằng BBQ. Là cái gia vị BBQ, còn cái này là gia vị muối các bạn. Theo kiểu là muối, rồi trong đó nó có cái ớt nè, tỏi nè, rồi những cái hạt cái lá gì á của người Mỹ á, họ ăn á. Trong đây nè các bạn. Bắt đầu họ làm sẵn trong một cái chai vậy đó các bạn, xịt lên mà các bạn nướng thôi. Nước mắm đã sẵn sàng. Còn kiểu này muối dữ lắm. Trong thời gian ngồi chờ đợi thì mình sẽ sôi cái ly nước. Cá nướng mở lò. Chuẩn bị khai vị. Còn đây là thịt bò nướng barbecue. Còn cái thịt bò kia là bây giờ là em bé ai cũng nói chị đó. Nhà quê ăn Tết mà không biết ăn yêu quanh. Ba hả? Cái mùi nó kì. Nó hơi cái bò hôi. Ba hả? Cái ông Hai Thành này là chồng sắp cưới cái bà ngày xưa đó. Mà một ngày trước khi đám cưới bà bị hãm. Mà không biết cái ba rửa hả ba? Đứng ra rửa nè. Mà không biết cái vụ hãm của bà là có bị có set up hay là không. Đó là có người đặt xếp đặt hay không. Thành ra bên gia đình chồng bỏ hủy hôn, không có cưới bà nữa. Thế mà bà hận đó. Bà hận mới đi Sài Gòn. Rồi bà thương một cái thằng này nó. Wow, nước mắm mà con húp vậy đó hả? Nhiều nước mắm ngon phải không con? Cái thằng này nó gặp cái thằng này nó là kiểu giống như Marco của em đúng không? Nó bắt con này nó bắt con này ngủ với hết thằng này thằng kia đặng nó lấy tiền nó xài. Thế là mà con này thì có con rồi, có con cái lúc bị hãm á. Cái con gái này là con của cái thằng nào hãm đó. Bây giờ nó hận cái thằng kia. Giờ thằng kia thì lại giàu. Ba ơi, ẩm vô sữa ba. Cay rồi, cay rồi khỏi mặt đó. Nó chết là luôn. Rồi sữa là cay rồi đó hả? Cay à. Anh á, anh hít hà đó. Cay nít nè. Chị với anh Ghi là đồng đô nhau đó. Ăn cay là cả chạng nhau. Anh Ghi tính ra ăn cay cũng giỏi lắm đó. Nãy giờ. Nói anh gì nãy giờ cũng kêu bằng hít hà hít hà nhưng mà cũng gán. Kêu bằng gán chống cự. Just a little bit of some money.
Thằng nào bắt con ruột không? Cái thằng kia ba phần đó là cái thằng mà bỏ không cưới con kia đó. Yeah. Mà con kia với con này là hai bạn thân với nhau. Đáng lý sẽ làm hai đứa gần có thể đó là đám cưới cùng ngày. Mà cái thằng chồng đám cưới của con này thì mất tích, nó coi như là chết xong á. Mà thằng kia nó gặp động, tại vì thằng này nó trúng số, năm cái giá số, thành ra cái thằng này bây giờ nó giàu nhờ năm giá số đó. Anh kia đập đầu ở xã xong nhờ cái ông kia ổng cứu, nhưng mà nó mất trí nhớ luôn. Thành ra ổng nuôi nó rồi ổng chữa bệnh cho nó rồi ổng giả con gái của ổng cho nó không biết gì hết trơn. Khi mà nó gặp lại bà này á, cái ức nó quay trở lại nhưng mà nó bị cùng thiêu. Hồi trước khi mà lấy á, bác ngủ với ông đó, bác ló cái thằng này. Giống như đám cưới là để đám cưới chạy bầu á hả? Không phải đám cưới chạy bầu. Đã ren đám cưới rồi. Xong rồi hả? Đã có cái ren là sẽ đám cưới rồi. Mà chữ gì đó cũng nghĩ là sẽ đám cưới rồi chứ ngủ đi á. Thả luôn. Xong rồi cái thằng kia nó mất tích á. Dạ. Nó là thằng kia nó nhảy vô nó cưới con này. Ba má thằng này con này gả. Con này chạy bầu. Lấy thằng này để đặng che bầu. Che cái bầu á. Thì nó đâu biết thằng này rồi thằng giết chồng nó đâu. Nhưng mà giờ biết chưa? Chưa biết luôn. Thằng ra chứ là ba thành con đó. Quý thằng kia lắm, là nghĩ thằng kia là giúp đỡ nó. Mới đâu biết cái tiền của thằng kia đang có bây giờ là tiền của thằng chồng đó. Che đậy một sự thật khủng khiếp. Tại giờ chỉ có thằng kia mới biết chuyện gì xảy ra thôi, mà giờ nó mất trí nhớ rồi. Nhưng là nó tỉnh lại là lòi ra thôi. Giờ này mấy bộ phim này họ thường hợp tác với đạo diễn người Thái Lan. Họ hay làm gì á? Đạo diễn dạy cho nó set up phim hả? Nếu mà hợp tác với đạo diễn Thái Lan để viết kịch bản. Nhìn vô cái cuốn, ngồi cuốn. Đau không? Đau không? Chị nãy vậy. Nhìn vô cuốn ngồi cuốn đau không? Miếng thịt ở trong chút xíu. Chờ hai vậy mình ăn cá nên no luôn, tới thịt bò là hết nổi rồi. Phải chị mới nói chị ăn cá thoải mái để cho xương nó ăn thịt bò. Tại nãy chị cái răng của chị nó đau. Giờ chị mới hiểu là ăn khó khăn khổ sở như thế nào khi răng đau. Nhớ mà lần gì cái than không? Gì mà cái than răng nó đau. Răng cái chuyện nó đau là tại vì nó gắn đó, nó bị vậy kìa. Ai đi thì vô sửa nữa. Nó bị vậy kìa. Hả? Bị. Sao em biết? Mới đóng cửa đó. Ba hả? Ba kìa ba. Dạ. Ba đang nướng bắp mà. Trời ơi. Ủa cái này mình chấm vậy thôi à? Mình ăn coi vậy à? Có không? Có ăn cái gì? Thầy quên. Đâu? Hả? Rắc nó ra, rồi đổ ra. Đổ đất ra nha, mất tiền lắm, nó đựng đổ nhiều. Cho ăn mà còn sợ tiếc tiền các bạn. Ăn đi, cho ăn hai phần của chị nữa. Chị là không thích cái quanh. Em đổ ra cái dĩa luôn á. Vậy đó, nó mê cái ai quanh nè, chị không ăn được cái ai quanh. Trời, nó ngon lắm á chị. Thưa ba rồi ba. Tự nhiên đang ăn là ngon, nó quay quanh này giống như hai chú quớt. Kỳ.
ra hai người sao không ăn hết hàng cá đi. Nãy tính ăn con, chừa lại ăn con nè. Anh đâu ăn đâu, nó không ăn mà. Anh đâu hảo cá lắm đâu. Hồi xưa đi biển ăn, ăn đến giờ còn ngán mà. Trời ơi, nó mắm nó liếm mà. Có lụm cá, lụm cá bỏ ra. Không ăn nó mắm. Rồi lát cay 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 sữa sữa ha. Chút sữa sữa nha. Cái gan của em bị đau gì đâu. Bạn đau tới kiểu là nó quạt hay cái gan ra. Đau gì á. Người ra anh nè, giờ anh cầm anh giật nó đi lên luôn à. Còn chấm giật nè. Thế hả? Nước mắm này á. Mà muốn biết con ăn đừng có ấy nước mắm nhiều. Làm chút thôi, ai ăn hết thì bỏ thêm. Để chị lấp tấm á chị. Đâu ra mỏi nhiều. Ẩm vô đi, ẩm đại vô phòng luôn đi. Cô lon hả? Cô lon ăn. Chút nữa cô lon vô. Sau một ngày cuối tuần thật là mệt mỏi và hăng say nướng thịt để thưởng thức giống như là giải trí ngày cuối tuần thì gia đình em đã hoàn thành được bạn no rồi. Bây giờ đồ ăn thì vẫn còn rất là nhiều. Thịt bò đây là còn hai miếng thịt bò rất là to tướng luôn các bạn. Đây nè các bạn, ở đây hai miếng, ở đây hai miếng và ở đây một miếng là ba miếng, ba miếng thịt bò to thật là to. Và còn một con cá nữa các bạn. Hai chị em mình ăn có một con cá và thêm một chút xíu thịt bò mà đã no rồi. Ở ngoài sân còn bắp nữa, mình giờ ăn không nổi nữa. Rồi, thôi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em ngày hôm nay nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào những video sau. Nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho hai mẹ con em nha. Bye bye.